chúng ba nhỏ là sao chơi? Tao mày tháng 8 rồi bạn ơi. Tôi cũng sinh tháng 8 này nha. Nhưng mà mày khác năm. Anh năm mấy? 21. Em 2002. Mày vô cái người nhỏ. Mày nhỏ hơn năm. Anh đâu cũng sao mà nhỏ hơn tao. Tháng 10, sinh tháng 10, cách tao 2 tháng rồi. Mày nhỏ. Rồi rồi. Bỏ nó ra ngoài đó đi. Rồi dầu sôi rồi cả nhà. Giờ mình chiên cả nhà ơi. Chín rồi nha cả nhà ơi. Em lại lót giấy vô cái vỏ cho cô coi. Dưới cái ly nước đầy nè, lấy tiền ra. Nếu mà nó nhiễm giọt nước vào là lỗi. Em chơi vậy đi, em lấy tờ giấy đó lội nước vô. Nè nè nè, chơi nè, tao biết chiêu của tao nè. Uống tiền lại từ từ. Tại cô thằng nó đổ nước cho tiền. Đổ nước vô tiền với mình lại. Mình đừng có tiền lẻ. Khé cái bịch nó ra rồi không? Bịch bột á. Ừ, khé à. Khé ít rồi vì khé bự quá nó văng bột từ lừa đó. Để chiên nó. Rồi. 1 2 3 2 rồi chơi luôn. Rồi nha. Ai bên hello mọi người. Nay mình làm mâm đùi gà KFC để cho mấy em nhỏ thi nhận thưởng nha cả nhà. Trong vòng 20 phút nha cả nhà. Ai thắng nhận thưởng 50k nha. Trời ơi, chiên đùi gà chứ mẹ năng hả? Đây, phần thưởng đây. Rồi bắt đầu. Ăn bi, ăn bi, lẹ bi. Ăn nhanh lên bi, ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên. Lấy tiền thưởng. Đùi gà nóng quá. Nghe lên nha, hết giờ đó. Ăn nhanh lên rồi mấy này. Nè. Thời gian nè. Bè cái nhỏ trước cái bay. Ăn nhanh lên bi, bi ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên. Ăn nhanh lên. Một cái. Tiếp, tiếp tục. Cái nhỏ cho người ta ăn. Con có bự lắm. Cái bự quá nhỏ ngón đâu có được.
Ủa xuống luôn quá. Vậy vậy vậy. Nấu hả? Bữa ăn nướng ăn một cái. Hả? Hôm nay chưa ăn một cái nào. Ăn từ từ mà. Bữa ăn nhanh đi. Lên. Để thua rồi không có tiền cả. Ăn lấy tiền nè. Ăn nhanh đừng lấy tiền. Lo ăn đừng nhận thử rồi có đầu nói chuyện. Còn miếng cắm cơm ớt nè. Cay không cay không? Nè, cắm hơi tương trà nè, cắm hơi tương trà nè. Nó cắm ngoài luôn. Cắm hơi tương trà nè, thấy không? Thấy không? Cắm hơi tương trà nè. Nó ăn cho đó. Đó, ăn hai ba cái rồi kìa. Ăn cho sạch nha. Ăn cho sạch luôn nha. Sạch mới tính nha. Thì con được ba cái rồi. 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 Chạch nhất có thể nha. Cái này chưa được nè. Đúng rồi. Cái thịt này rồi. Rồi, cái rồi. Nhanh lên. Đang nhậu. Chả tiêu. Ăn đi, ăn lại lên. Biến chậu quá rồi, bạn chậu rồi. Mày đâu, cắm tiền mày. Ừ, đó. 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 Nóng quá. Ở bên đó còn hai cái mà. Chúng ta cần chia. Từ từ cháo. Bên mình còn có một cái. Bên cơm cà xin nha. 8 phút rồi. Ăn đi, khỏi đứng khỏi nói thời gian. Được. Anh bo kìa. Rồi chấp nhận nha. Trong vòng 10 phút 27 giây nha cả nhà. Tìm có kem sữa với Phước Thắng nha cả nhà. Giờ trao thưởng đi cả nhà. Dạ, cảm ơn. Rồi, nó rửa bê. Ủa, cái gì không? Cái gì không em? Nói gì không?
Ờ kìa. Ờ kìa. Này ai ai. Hôm nay mày ăn nhung giá anh. Lại đi lại rửa xà bông đi. Để xem nó kìa. Cứ đi lo ra. Rồi thấy nó tên chưa? Tại con rửa thì còn nhất. Quá hay. Ghế ăn cơm bánh tê mà. Thàm rồi. Có biểu cảm nghĩ ai? Ừ? Sao? Sao rồi thua? Lại ăn nhân gái. Ăn nhân gái hả? Thôi biểu thua anh. Ba thằng bởi mà thua ba thằng nhỏ. Hai đó, hai đó. Trời ơi. Gì ghê hả? Nhìn đó qua giờ hả? Phải không? Giờ lấy giấy trừ tiền luôn. Ủa có rửa tay bằng xà bông không? Rửa bằng xà bông mấy không? Ôi, có miệng ra. Ồ. Quá trời cái miệng luôn. Rồi mua nước hay mua bánh gì ăn đi. Bánh. Mua gì đó. Tối. Nói là 15 ngàn. Sao? Thấy được. Hơi thỏng. Sao? Cày. Cày quá. Bẻ ra cho ăn hụi quẹo mâm bê. Ra ăn hụi. Ăn nổi không? Bê ăn nổi không? Bớ nè. Ok, để Bi ăn đi. Rồi, để Bi ăn nổi rồi. Bây giờ thằng mua chai nước đi. Bi là thua chắc rồi. Bi bây giờ nó ăn trúng từng ớ. Chấm từng trà nó chấm chấm từng ớ. Đây, đổi sao nước 15 ngàn nè. Nước 15 ngàn, 15 ngàn là có 15 ngàn. Thằng nào ăn nhiều cho. Ừ, video mình xin kết thúc tại đây nha. Cái nhà, nếu cái nhà thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký kênh mình chia sẻ nha cả nhà. Giờ thì chào tạm biệt cả nhà nha. Tụi quay phải chịu. Ừ. Nhất là tụi được ăn. Hiểu không? Nhất là tụi được ăn. Hiểu không? Tụi bay là ăn đó. Rồi tự uống. Sửa rồi, tại sửa rồi. Rồi đổ vô thêm miếng. Đổ vô cho tụi nó uống sữa. Cho nó uống pha lẫn lại, pha lẫn lại. Cho nó uống với con. Cho nó uống kìa. Cho đứa uống hết đi để. Uống miếng. Ba mà nó lãnh tiền đi mà Bi còn nhai à. Không mới ném ăn. Đang mới ăn được gà. Mới ăn đùi gà cáp xê rồi. Gà rán rồi. Không còn quay nữa. Anh em mình vô làm. Rồi chào ông giả nè. Tập ấn nhanh đi. Bi, chào ông giả nè. Ê. Nè. Bi, ơi. Bi, chào ông giả nè. Chào ông giả nè. Cảm nhận nha, ăn ngon không? Không sao, ngon không? Ngon hả?